đây nhá thấy mọi người làm ấy nó hay um, kiểu như là mọi người kiểu như này, này mọi người cứ ví dụ mọi người muốn làm như này, này xong mọi người cứ bật cái bên này sang này xong mọi người copy cái tên ấy xong mọi người lại tab lại bên này thì thực ra nó được nhưng mà đi làm thì nhiều khi mình phải có vài cái mẹo để mình tối ưu cái cái kiểu làm của mình thì ví dụ như mọi người mà cần cần uh, chia đôi màn hình ra ấy để cốt ấy thì mọi người có thể bấm cái nút này này. Rồi nhé nha, keyboard này bật lên cho mọi người xem. Thì đầu tiên là mọi người sẽ bấm cái nút này nhá đây này, ok chưa? Đây này, đấy. Sau đấy mọi người giữ nhá, giữ cái phím này, đấy, giữ phím này. Đấy thì ví dụ đầu tiên nhá mọi người bấm vào cái thằng này trước này, sau đấy giữ nút Win Win sau đấy thì bấm nút Home, bấm nút uh, bên chuột trái này, đây ok chưa? Mọi người thấy là nó xuống dưới này, lên trên này, sang bên này này, sang bên này không? Ok chưa? đấy. Ví dụ như ở đây nhá, mọi người giữ cái thằng này. Đầu tiên mọi người bấm vào cái thằng mà mọi người muốn chia đôi trước Sau đấy giữ thằng này này Và sau đấy là sang trái này Xuống dưới này Đây xuống dưới này Lên trên các thứ này đấy, Ví dụ như thằng này mọi người muốn cho to lên nhá Đấy thì to lên trên này Đấy còn một nửa còn lại Thì mọi người có thể bấm vào bất kỳ ứng dụng gì Đây ví dụ như nó đang hiện MySQL lên Mọi người bấm vào MySQL Ok chưa đấy. Thì cái thằng MySQL này nó thiết kế nó nó cứ làm lảo ấy cho nên là nó hơi bị dính một tí thì mọi người có thể chia đôi kiểu như này Đấy. thì mọi người thấy gõ nó sẽ nhanh hơn hả ok nhỉ ok chưa thì đây là một cái mẹo nhé để cho mọi người có thể làm nói chung nó nhiều cái mẹo vặt của này nó sẽ chia sẻ cho mọi người dần dần